Hôm nay là mừng ngày khai trương văn phòng mới của công ty quảng cáo Thọ Liêu. Sự hiện diện của tất cả quý vị là một cái động lực, một cái tinh thần rất lớn cho ngày khai trương của công ty chúng tôi. Cho người em của mình, mời cho người em của mình ta là con đà. Và cứ như ta tiến triển như thế này thì em phải thay mặt hơn nữa, cố gắng làm việc nghiên cứu. Nhưng mà đừng quên phải xin cảm ơn. Em trên một chuyến xe tăm như năm hôm qua nhớ cùng một hồi như năm hôm tay đừng nếu tôi còn nghe nỗi đau mẹ.